Ngày với ngày với chân hồng vắt vai có hại quá lừa để như này nhìn cũng phong cách phép vậy, mấy cái này cũng được tặng rồi nè mà lâu rồi. Ở đây là chắc có mấy bà đồng mỏ mùng 5 tháng 5 lên cũng tặng đấy. Tặng cả những cái buộc này. Cái buộc. Ông bà nội, ông bà mẹ, bố mẹ chồng của cái nào của ông, cái nào của bà. Cái đốt của Phật đốt thì khác biệt riêng nhé. Hôm nay mới thử cái mùa này thôi. Trương báo chứ hết đấy thêm chứ. Trương báo là trang chỉnh cho nó đẹp. Tiếng nùng của bà có gọi là trương báo không hay là gọi là gì? Bà? Làm đẹp ấy. Trang... Tiếng nổ tiếng nùng của bà gọi là gì? Không, cái đó gọi là đây báo là đẹp rồi, còn ít là cái việc mà là nó trang chỉnh ấy, gọi là trướng báo. Trướng báo, tự 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 hay là trang khắc, trang khăn. Trang khắc hả? Ừ, trang khắc, trang khăn. Tay trang định là trướng báo. Trướng báo. Gọi là biết làm đẹp luôn ấy. Trang sướng. Trang sướng à? Trang sướng. Trang sướng là nồng hết nè, rồi cần tay là trướng báo. Gọi là chỉnh trang là trang sướng. Trang sướng. Ha ốc tú mi ốc tú thắt tay bỏ mấy bạn mà thẳng ngoại mi thắt ốc để tú trang sướng nhường hưng vậy này. Trang sướng nhưng mà trong miền Nam gọi là cái gì nhỉ, sửa soạn đấy. Chỉnh trang trong miền Nam chỉnh trang sửa soạn. Sửa soạn đi chơi hội. Trang khắc nông lính à phạm sinh thì hay là trang khắc trang khăn. Trang khắc nhường hưng vậy này. To khăn các kiểu. Mới hết lưu và mới hết lưu chỉnh trang khác hơn lông làng. Lông làng nhưng mà người Nùng làm gì có lông làng bây giờ đó, người Tây mới lông làng. Người Nùng ngày xưa lông làng thì bị báo tè, bị báo tè lông tu chỏ mà tè tè ốc khôi tu chỏ mà bị báo đi. À thế á? Lại còn làm cái kiểu đấy nữa. Đúng rồi, các cô ấy chải đầu, chải tóc cho trang chỉnh cho. Bây giờ chỉ còn thấy nghề thái đâu nhỉ. Rồi chắc ghi trong này rồi bà, bỏ ở trong này đấy. Nó lại ghi một tờ nữa đây. Thôi đừng về đây. Có ghi tên tuổi nghe tài kỳ này cái lappy. Thằng cô em đây hả? Văn Đình đã trước ghi trong này phải không? Vâng, Vi Thanh Đình. Vi Thanh Đình á? Chắc chắc Tết rồi nhỉ? Vâng, trước Tết rồi. Cái này không biết nhìn đâu, chú cứ để đây để xem. Hòa Bình nhé.
đi Thanh Đình. Nhưng mà có phải ở Hòa Bình không? Không phải đâu. Đường mỏ đấy nhỉ? Đi lục lại bây giờ. Đi Thanh Đình đầu tiên. Ừ, ngồi gọn ra thôi. Mấy anh nhỉ? Con lúc trước có ghi vào sổ này không nhỉ? Lúc bói ấy. Con muốn ghi vào tờ giấy. Tờ giấy thôi nhỉ? Vâng. Thế là trong này không có đâu. Tờ giấy tờ giấy. Thứ mấy này, Đình là thứ mấy nhỉ? Ông là thứ mấy nhỉ? Ông thứ hai. Anh đi sinh. Ông thứ hai về. Nhưng mà bây giờ được 66 tuổi nhỉ? Còn bà Nguyễn Thị Tuân này là tài ký đấy. Năm 59, cũng sinh thứ hai. Thầy gì? Thầy học nhị tây nhá. Cái bên này nghiêm đấy, chú thì chú Văn Nghiêm đấy, Vi Văn Nghiêm, thầy ký, tư á, chị là con thân đấy, đúng con cả, ô, bà đây có 5 tuổi cơ, thế cái vợ đâu, à đây, vợ là để dưới con là như nào, đợt trước thì, thầy ký, thứ mấy thứ hai á, vâng, thu này thứ hai phải không, vâng. Sao chị mới có 31 tuổi à, chị mới năm nay được 33 rồi đấy, đấy là đợt ghi lâu lắm rồi. Cái giấy này ghi lâu rồi. Thế cái này thầy ký đấy. Là con cả. Mới có một đứa này, một thằng được không? Vâng, thằng một này. Thằng ở thứ hai đây. Thằng thứ hai. Rồi, sao ghi đình tính thế? Vâng. 2, 3, tức là được 3 tuổi mụ rồi. Thế cái này 2015 này này, ký lớp pi nữa. 9 pi rồi. Sinh năm 55. Kéo xăm thổ. 69 tuổi này. Sinh năm 59 là được 65 tuổi, không phải 62 đâu, trời ơi. Cái bên này thờ công này bằng cỡ nè, thờ công à? Công núi đá. Hả? Núi đá. Núi đá. Khu Hợp Tiến. Núi đá là thôn, có thôn nó cũng có đâu nhỉ? Bây giờ nó gọi là khu rồi. Khu Hợp Tiến. Khu Hợp Tiến. Trong ngoài xã cơ năng? Thị trấn Đông Mỏ. À, thị trấn Đông Mỏ. Cái này cần nùng lên nè. Cần tẩy. Tẩy thôi về. Cái tẩy được có chỉ con là có tướng, có tướng. Tướng cả cao công hay là phệ. Nam mì. Nam mì tướng. Ăn vá đấy. Không có. Không có bàn mũ cùng nam mì tướng á. Mì mì bàn tướng. Có bàn tướng, có để bàn tướng, bàn tướng. Bàn tướng bàn điện ở ngoài cửa công à, mà có tan mỹ xong tan mỹ bàn tổ tiên đấy về có thờ công thôi bàn bàn có bàn cao đâu à, thế là tan thờ tổ tiên cái này ngải ngứt này tay à có bàn mũ không không có ô tay lại không có bàn mũ à mà lại cũng không có bàn thánh không không à, không có bàn thánh nhở thường thường tay nó có là tướng phệt nưa cáp hoặc là tướng cả cao công hoặc là có cái thịt tráng xương gì đấy thổ khao khao khổ cắm ấy cái kia là thổ công thôi được các chị ngồi đi đấy này cái nám nhã là đi hạt then để vào trong này tạm thời được nè đấy chúng ta nhận áo cá lăng này lúc cái hồ nặng là thật khổ bê thèo này chúng ta nhận áo cá lăng này áo mà vậy lúc cái bê thèo thèo cái hồ nhận nó nặng này tính dòng khó lại khó lại bê thèo thèo bà nga bên này nũng cái sữa này chẳng đây sao cơ cái lúc bê mạ cơ cái mẹ này mình nó nặng đấy đau sao lại không ngồi được ấy? Ngồi thế này nó chưa cắn ra cái đầu gối cháu vì sao làm then này đấy sao mà để hổ được hả
Cháu thì sắp làm cháu làm then thì có người đi hộ chứ, bà Nga đi hộ được mái chứ. Bà Nga chỉ ở nhà thôi. Về quyết định làm then này đây. Mình quyết định hay nghỉ khám này hết đấy. Mai mẹ thầy hạ sáng hạ. Hạ ra đấy. Ừ. 12/3 ra 24 chỗ cốc pháp. Ừ. Còn lỗ then thì để xem ngày sau. Lỗ then có thể là năm nay chưa làm được ấy. Ừ. Về ngồi. Cốc pháp chuột lên nó có bàn dọn, then. Mình như mình dọn đường đi cho nó mà quang ấy. Nó có cái chỗ ngự là dựng lên là tặng tặng xong then luôn đấy. Then thì hôm, hôm đi chuột mình cũng phải làm cái đấy ngay đấy. Nhưng mà nhà bà cụ nhà bà vẫn còn có cái ngựa này xây cái đền mạ này cái tấn các thứ thì nhưng mà ở nhà chú ở nhà chú đến hôm đấy làm phải bảo lấy về chứ nhỉ? Lấy về chú để có lấy ngựa về để cho nó đi chứ bây giờ các binh mạ nó là nó tài rồi này. Nhưng mình còn một thén lắm, còn một thén cái nấu cắt với chỉ lại khá ra lúc nào cứ đón cái thén về chuộc nó cứ cắt lấy nó cứ bảo cắt đi để ấy xây các cụ nhà mình lại ngu lại không hiểu nữa cứ cho người ta cắt cứ sai mù then khen lúc này bên đi là người ta cắt đi để nhăng lúc còn ở Na Trị thì bà Liên nhiều lắm lại lấy sang nhà bà Liên không.